Ok, xin chào mọi người. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục unbox cho mọi người một cái sản phẩm loa karaoke di động công suất là 350W. Đây, xem bên hộp bên trong có gì khác. Hiện tại thì bên trong nó sẽ có hai phụ kiện, là sẽ có hai cái micro nhé. Con này công suất mạnh nhé, hai micro. Đấy. Và đây là hộp phụ kiện mọi người ha. Đấy. Rồi bây giờ em sẽ tháo loa ra cho mọi người xem. Và bây giờ em sẽ lấy ra đây mọi người này. Con này nó bự lắm mọi người nha. Wow. Bự lắm. Con này trang bị là âm thanh 3 đường tiếng lần mọi người ha. Đèn led ở đây. Đèn led ở trên quai này. Hai mặt hai bên hông luôn nhá. Đèn led hai bên hông này luôn. Rồi, và phụ kiện nó đi kèm là một cái remote này. Một cái remote và dây đeo mọi người này. Đó. Và jack dây sạc và jack 3.5 mọi người ha. Và hai micro, trang bị hai micro. Hai micro này, hai micro pin sạc luôn. Đây, hai micro pin sạc, sóng UHF mọi người ha. Rồi, ok, còn đây là sách hướng dẫn catalog của nó. Và mọi người nếu muốn em quay chi tiết sản phẩm này hơn thì có thể là, hoặc là nếu mà muốn em tháo cái loa này ra để cho mọi người xem chi tiết ở bên trong thì mọi người cứ bình luận comment ở bên dưới. Đừng quên follow kênh OPP để xem những video tiếp theo mọi người ha.